Con kính bạch Đại Đức Thích Ngộ Phương, cho con hỏi một cái câu hỏi như sau. Có quan điểm cho rằng muốn tập thiền định là phải có kết quả thì phải xây dựng nền tảng giới luật vững chắc theo tiến trình giới sinh định, định sinh tuệ. Và khi thiền thì có cần phải tác ý đến đối tượng hay buông bỏ tất cả mọi suy nghĩ hay không? Kính mong thầy cho con lời giải đáp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú. Cái ngọn đèn nó chỉ sáng ra khi mà nó đứng chỗ. Mà nó muốn đứng chỗ thì nó phải có cái gì đó bảo vệ xung quanh. Cái bảo vệ xung quanh đó là giới. Cái ngọn đèn mà đứng đó là định. Sự tỏa sáng đó là tuệ. Một trong ba cái này thiếu một cái, giống như kiền ba chân sập cái rầm. Hiểu không? Nơi nào có giới, nơi đó có tuệ. Người nào sống đạo đức, bản thân người đó đang tỏa ra trí tuệ. Một tổ chức, một tăng đoàn, vân vân, nơi đó có đạo đức là nơi đó có trí tuệ. Nhưng trí tuệ không phải là trí tuệ bắt chước nha, mà trí tuệ thực tập á. Còn bắt chước là mình đi hát nhép cái đúng của người ta, trong khi mình không biết cái sai là gì, là mình hát luôn cả đúng sai là trớ quá cả. Cái này đúng này, cái này phải này, cái này chân lý này, là lấy cái chân lý đó đi cãi với người khác. Bởi vì cái ta mà nó chui đó, nó nắm lấy chân lý và nó sở hữu. Chân lý không phải để cho mình sở hữu. Cái tuệ là tự động do định và giới nó phát sinh, chứ không phải do cái ta mình sở hữu. Đọc kinh điển thánh hiền và nói ra những lời đó tưởng đâu của mình, nhưng thực ra đi ăn cắp người ta và phê người khác là mình biết. Đó không phải của mình. Đó nó làm cho mình to cái bản ngã và để cho mình khổ thêm chút thôi. Muốn tu thật, tu thiệt là phải có giới. Giới để cho cái ngọn đèn nó không có đi lung, để cho cái tâm của mình không có bị trao đảo. Mình đi ăn cắp đi về mình ngủ ngon không? Đi lấy vợ người ta đi vô trong phòng ngủ, người ta gõ cửa là sợ chết mồ luôn. Đi uống rượu đi rồi xỉn xỉn sang sang nè. Cái tâm mình ở đâu mà có thể có định được? Một cái nắm đấm với một cái kim, cái nào đâm lủng cái tờ giấy nhỉ hơn? Cái kim đó là định. Khi mà cái tâm mình nó hút năng lượng về một chỗ, nó có khả năng nhìn thấu suốt sự thật. Khi có giới thì tự nhiên nó sinh định, định tự nhiên sinh tuệ. Mà giới này là giới trong tâm mình đó. Tướng là để cho cái tâm mình nó được yên. Cái tướng này mà tìm thức ăn hoài cho mắt tai mũi lưỡi này là nó chao đảo giống như là ngọn đèn không có được che đậy vậy đó. Thì cái tâm mình nó phóng năng lượng ra liên tục, cái năng lượng ở đâu có để tích tụ. Cho nên mình phải bảo hộ cái tâm của mình bằng cách giữ giới. Như vậy giới là vị thầy tâm linh, giới là vị Phật, giới là sự sống, giới là đích thực hạnh phúc. Giới mà không có là mình đang chết. Bởi vì không có giới nó ngăn cản lại cái tham và cái sân, cái si mê, tự ngã, ảo tưởng, tà kiến của mình đó. Mình cứ đi vào đường mê tâm tối mà thôi. Chuyện này không phải là cái chuyện xa lạ, chuyện này nó diễn ra hàng ngày. Lại mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối quỷ dẫn đàn, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Ai vậy? Ai đang nói? Đạo cô nói về tương lai của Thí Kiều. Khi mà sư dắt duyên hỏi về tương lai, tự nhiên cái mình buộc vào mình một chữ tình. Cho nên mà ở những cái chốn thông dong như chùa chiền như thế này mà tâm mình vẫn không yên ổn, Thí Kiều vẫn không có thấy yên ổn khi mà vô chùa mà tu. Ở không yên ổn tức là không có an cư, ngồi không có vững vàng tức là không có an tọa. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, ma quỷ là tâm tham, tâm sân, tâm bực, tâm ngớ ngẩn, vụng dại và đau khổ trong mình. Khi mà nó dẫn đường thì mình tìm đâu? Mình tìm đến nơi tương ứng với cái đau khổ đó, mình đi. Bởi vậy không có giới thì mình sập hầm hố là chuyện thường. Nên phải có giới. Giới là kiên quyết.
đố anh có thể anh ngồi thiền được khi mà anh không có giới. Anh ngồi xuống đi là bao nhiêu cái vụng dại, cái tội lỗi, cái đau khổ của anh về rõ băng à. Lúc đó anh mới biết rằng xưa nay ta tìm quên trong rượu, trong tình, chứ cái ta quay về với chính mình, cái bắt đầu nó trỗi lên khổ đau. Vậy giới là hạnh phúc, giới là tự do. Thử đi ăn cắp đi, nó bắt vô tù, nó bỏ rồi mới hiểu giới là tự do. Còn khi giữ giới cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Cảm ơn câu hỏi của con. Ý thứ hai, con coi cái bệnh của con là gì thì con tự kiếm thuốc đấy. Ví dụ như mà con đang sân hận thì con phải tác ý đến cái đối tượng thương yếu, tác ý đến cái lòng từ. Thuốc là con phải hỏi chính cái bệnh mình đó. Muốn mà chữa hết bệnh đó, là phải biết, muốn mà phải có thuốc đúng là phải biết cái bệnh đúng rồi đó. Cho nên tự con phải xác định được bệnh của mình, rồi thuốc tự động nó có mặt theo cái nhu cầu của cái bệnh đó. Ví dụ như mà mình ngồi mình loạn tâm quá thì mình chú tâm vào một điểm. Mình bỏ nhiều cái tâm quá không được. Ví dụ như tâm buồn, tâm lo gì đó, nó đến tá lả thiên đường hết, ngồi xuống mà sao nó gì đó, tương lai ăn đầu hết, không ngồi được. Thì mình mượn cái phép đếm. Hít vào, thở ra 1. Hít vào, thở ra 2. 1 cho tới 10. Đến chi vậy? Bỏ một mớ thứ thì không được, nhưng mà khi dồn một mớ thứ về thứ thì bỏ một thứ lại được. Hiểu không? Thầy đang nói cái chuyện là con coi theo cái bệnh của mình là gì, để coi cái thuốc cho nó đúng.